Trời của chúng con. Amen. Này anh đang trong mong thiên ân dư dần từ Giêsu ban xuống ngài ở tâm hồn đời xóm phải không? Thì anh nên tin như kim ngôn cha ta tuyền lưu trong kinh thánh đây, nói thánh xưa theo quy điều chuông. Kìa ngài sẽ chắc chắn đổ phước xuống tâm anh tuông chàng, như thánh ngôn này đang còn vang, đem hứa người mau đem nhiều lên. Ngài sẽ chân chân đổ phước xuống tâm anh tuông, đời anh dây thanh lên đàng quyền. Bạn thân ơi hôm nay mau đem cho ngài bình thân trách không chống không, là lao tài dòng huyết Giêsu. Quỳ bên ngôi vinh quang anh em khiêm cung thành tâm dâng lên ngứa trong, ngài rót xuống chưa trang thần nàng. Kìa ngài sẽ chắc chắn đổ phước xuống tâm linh an liền, như thánh ngôn này đang còn vang, đem hú người mau đem nhiều lên. Ngài sẽ chắc chắn đổ phước xuống tâm linh an liền, đời anh dây thanh linh nâng ban cho linh năng sung dinh dư nguồn dầu bân tuyệt thanh khiết thay, ai tâm ngài nào có đổi thay. Ngài ban luôn linh năng cho như lời vang trong kinh thánh đây, đời dây mối hú trong giờ này. Kìa ngài sẽ chắc chắn đổ phước xuống tâm linh tuôn trực, như thánh ngôn này đang còn vang, đem hú người mau đem nhiều lên. Thần ngài sẽ chân chân đổ phước xuống tâm linh an liền, đời anh dây thanh linh năng quyền. Kìa ngài sẽ chân chân đổ phước xuống tâm anh tuôn chẳng, như thánh ngôn này đang còn vang, đem hú người mau đem nhiều lên. Thần ngài sẽ chân chân đổ phước xuống tâm linh an liền, đời anh dây thanh linh năng quyền. Đời anh dây thanh linh năng, Giêsu như người chẳng chiên giác tôi, lòng tôi nguyện Chúa chẳng nuôi hoài, đem tôi ra đào đông đơn có tươi, dòng bình tình thoá thinh lâu dài. Giêsu ân phước, Giêsu nhân lành, ngài từng dùng huyết mua tôi rồi. Giêsu ân phước, Giêsu ân phước, từ nay tôi quyết tâm theo ngài. Tôi nay thuộc ngài nguyện chẳng giữ tôi, nhờ ngài đừng để tôi luôn tuôn. Xin nương đưa đường chiên đi khỏi sai, từ rừng rậm cho rừng cao chùa. Giêsu ơn phước, Giêsu nhân lành, ngài đừng ơn đưa đời. Giêsu ơn phước, Giêsu ơn phước, nguyện ngài vui đại tơ tâm thần. Tuy tôi để hẹn tôi ô đáng khiên, mà Giêsu hứa tiếp tôi đây. Bằng ơn tha tôi nâng đỡ tôi, và dùng quyền phóng thinh thần này. Giêsu ơn phước, Giêsu nhân lành, đừng xuống thời quyết tâm theo ngài. Giêsu ơn phước, Giêsu ơn phước, đời thanh xuân quyết tâm theo ngài. Giêsu ơn phước, Giêsu nhân lành, đường xuân thời quyết tâm theo ngài. Giêsu ơn phước, Giêsu ơn phước, đời thanh xuân quyết tâm theo ngài, đời thanh xuân quyết tâm theo ngài.
Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa ơi, Amen. Bài hát này cảm động lòng của chúng con như một lời hứa nguyện rằng chúng con còn sống trên đất này chừng nào chúng con sẽ ngợi khen Chúa chừng nấy, và chúng con sẽ theo Ngài, dâng cuộc đời của chúng con ở bất kỳ lứa tuổi nào để theo Chúa và phục sự Ngài. Như bài hát hồi nãy bắt đầu, đó là xin Chúa Ngài, chúng con đem hũ tới để Ngài đổ các ơn của Ngài, chúng con đựng ơn của Ngài trong cái bình bằng đất cuộc đời của chúng con, xin thêm ơn trên chúng con để chúng con phục vụ Ngài. Xin dẫn dắt chúng con tối hôm nay ở trong lời cầu nguyện, đúng với nhu cầu, đúng với hoàn cảnh, đúng với ý muốn của Ngài. Xin Chúa dẫn dắt chúng con. Chúa ơi, sự cầu nguyện có sự dẫn dắt của Chúa để chúng con gây dựng, chúng con cầu nguyện cho hội thánh, dân sự Ngài, cho gia đình chúng con, cho quê hương chúng con, cho nơi chúng con cư ngụ, hầu cho Đức Chúa Trời đem sự cứu rỗi đến khắp đất, và khắp đất này đầy dẫy sự hiện diện của Chúa. Trước khi Ngài đến thì Ngài thăm viếng và Ngài đổi mới, Ngài làm ơn ở trên đất này, trên hội thánh, nơi nào có đôi ba người nhóm lại nhân danh Chúa hiện diện ở giữa thì Ngài hiện diện với chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 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 Dạ, bây giờ xin mời quý vị mở microphone lên để chúng ta chào nhau. Vâng, kính chào mục sư Văn Trần Dũng. Mục sư cũng đã vào với chúng ta rồi. Amen. Dạ. Chào mục sư Dũng. Dạ. Dạ, chào biết, mục sư Đông. Dạ. Dạ, bây giờ để bỏ cái screen ra. Dạ vâng. Dạ rồi, dạ, kính chào. Chào mục sư Cương, chào mục sư Đông, chào mục sư Dũng, chào, chào chị Nguyệt. Chào anh chị, chào tất cả các anh chị. Dạ. Bé Diễm. À, chào Hồng Diễm, Hồng Diễm là phu nhân của tôi cũng có mặt hôm nay để cầu nguyện luôn. Dạ. Dạ, chào chị Bé Lan, chào mọi người. Dạ. Chào mục sư Dũng. Dạ, thưa quý vị, có ơn phước gì của Chúa, chúng ta có thể kể để cho chúng ta lên tinh thần trước khi chúng ta cùng suy gẫm lời của Chúa, và chúng ta sẽ cầu nguyện cho các vấn đề của hội thánh nơi chúng ta đang phục vụ, và các vấn đề trong tháng 12, và chúng ta sẽ có nhiều cái chương trình nữa. Dạ, xin mời. Dạ, có ai trong chúng ta có ơn phước Chúa? Tôi có một cái ơn phước Chúa từ phía bên vợ của tôi. Nhà vợ của tôi thì chút nữa xin quý vị nhớ cầu nguyện cho, đó là người anh vợ của tôi là mục sư Nguyễn Đức Thắng. Thứ sáu vừa rồi thì có cái Covid á, thì đã bị âm, đã bị dương tính, bị nhiễm, nhưng mà Chúa cũng cho chích ngừa trước đó rồi, thành ra là tới bây giờ thì tình trạng sức khỏe vẫn ổn, cách ly, và ông vẫn hầu vị Chúa như bình thường. Nhưng mà hôm nay thì có nghe nói là mẹ vợ của tôi thì cũng bị ảnh hưởng, bị lây. Thì cha vợ thì không sao, nhưng mà bà lớn tuổi thì bà bị, cho nên chúng tôi cũng lo lắng. Nhưng mà hôm nay thì gọi điện về đó, thì nhắn tin về thì cho biết, ở bên kia cho biết rằng bà sức khỏe vẫn ổn, và không có những cái biến chuyển nguy hại đến sức khỏe. Thì chúng tôi rất là vui vì có cái lời cầu nguyện của hội thánh và anh em, cho nên Chúa cũng gìn giữ. Đó là cái ơn phước mà chúng tôi muốn làm chứng hôm nay ở trong vòng canh này. Dạ. À, tuần vừa qua đó thì chị có một cái chị bị bệnh. Dạ. Bị khi mà đưa mấy đứa cháu đi đi thử Covid để nó đi crew đi chơi á, thì gió chắc là bị giống như là dị ứng, cho nên là khi về thì người nó ớn lạnh, thì chị dạ. có chọc tắm và cầu nguyện. Nó lạnh kinh khủng lắm, lạnh mà mình cầm ôm cái chăn điện rồi mở hít lên 80 mà vẫn thấy lạnh trong người á. Dạ. Đó là chị nói thôi chắc để hít nhiều quá không tốt, cho nên là tắt giảm xuống rồi đi ngủ. Thì đâu khoảng chừng 2 tiếng sau thì người nó bắt đầu nóng hực hực mồ hôi ra. Rồi xong cái ngủ tới sáng, thì khi mà thức dậy mình mới nấu cháo để ăn, thì vừa mới bưng tô cháo ra thì bị không biết sao máu mũi nó chảy ra. Mà nó chảy ra rất là nhiều, rồi cái mình cũng biết sơ sơ mình bụng lại, thì nó động ở mũi á, nó nghẹn, cái mình phải hỉ nó ra để cho nó ra, thì nó ra ao 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 mà 3-4 tờ giấy nách trên mình á, nó ướt hết, sợ quá, lúc đó hoảng quá mới là gọi bác sĩ gia đình để mà hỏi, tại vì ở bên này cái cách mà cầm máu mũi thì nó khác, ở Việt Nam mình thì ngửa ra, nhưng mà ở đây thì họ không có cho vậy. Thì sau khi mà gọi bác sĩ thì cầm được
cảm ơn Chúa. Và Chúa cho mọi người cũng cũng nói là coi chừng bị COVID, mình cũng cũng sợ sợ, nhưng mà vì cái mũi nó vậy đâu có dám đi thử. Rồi cũng cầu nguyện rồi Chúa cho khỏe lại. Cảm ơn Chúa. Và cũng có một cái điều thứ hai là sau cái reunion của mình á, thì mình có một cái tin vui. Nhưng mà bây giờ thì chắc mình để cho cái người mà chủ nhân sẽ nói sau. Nhưng sẽ có một cái tin vui sau cái reunion đó. Chỉ thông báo vậy đó, là con mình có gặp được một cái người mà hai người hợp với nhau. Thì cầu nguyện để Chúa cho có thể phối hợp được hai người ở hai nơi. Nhưng mà xin thương xót để mà chúc mừng chị Vĩnh An. Chúa có ban phước cho chị. Vui với chị đó lắm. Đó là một cái món quà lớn mà Chúa ban cho. Xin có ai có ơn phước của Chúa thì chúng ta có thể vui mừng giờ này để chúng ta sẽ tiếp tục. Nguyệt xin cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm vì Nguyệt có đứa con trai lớn đó, đi về Việt Nam làm tạm bên đó, rồi cái cũng ở bên đó cũng thời gian rất là lâu, hơn 10 năm. Thì Nguyệt cầu nguyện hoài để xin Chúa cho trở về đây. Vì năm này là năm đặc biệt, được đoàn tụ gia đình hết mấy con và gia đình với nhau. Và cô con gái thì đi học xa, cứ mỗi tháng hai tháng là cứ đi làm đi rotation cho bệnh viện này bệnh viện kia đó, cho nên cũng không có thời giờ đoàn tụ với gia đình. Năm này cảm ơn Chúa, Chúa cho đoàn tụ hết. Cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm. Amen, cảm ơn Chúa. Không biết là mục sư Cương với mục sư Dũng có điều gì muốn muốn kể cho mọi người cùng ngợi khen Chúa không ạ? Chị sẽ từ bút. Cũng theo. Chị sẽ liên hệ với Khôi sao? Theo cái tinh thần của chị Vinh An, tôi cũng xin cảm ơn Chúa là bây giờ còn sống ngồi đây để trò chuyện với quý vị. Amen, cảm ơn Chúa. Từ hôm thứ tư trước Thanksgiving thì bị cúm rồi nằm mọt, nằm liệt giường cho tới gần đây thì mới dậy nổi. Muốn hỏi Khôi là cái next chị phải làm gì thôi Chú cho sức khỏe bây giờ cũng khá ổn trở lại rồi. Nhưng mà nguyên một cái tuần weekend Thanksgiving là chị nằm trên giường. Cũng may là chưa có đi chích cái mũi thứ ba, đã là lấy cái hẹn để đi chích mũi thứ ba nhưng mà chưa có chích thì đã bị bệnh, cho nên chắc để chị nào khỏe là sẽ chích. Nhưng mà cảm ơn Chúa gìn giữ cho được bình yên. Cảm ơn Chúa. Có chưa về với Chúa. Cảm ơn Chúa và chúc mừng mục sư. Chúa cho mục sư sống là ích lợi cho công việc Chúa, cho nên mục sư còn nhiều nhiệm vụ. Cho nên mục sư vẫn tiếp tục. Tôi cũng có lời chứng. Thật sự ra tôi nhìn thấy được cái nhu cầu trong cái mùa lễ tạ ơn đó, thì đi thăm gia đình mà lái xe từ Tulsa, Oklahoma qua tới Atlanta, Georgia rồi qua đến Knoxville, Tennessee trong vòng 4 ngày mà 2.000 mile thì coi như đổi đồng là mỗi ngày 500 mile. Mà lúc xưa đó thì lúc vợ tôi còn sống đó thì hai vợ chồng đổi tay lái. Bây giờ thì là ông bà cụ là ba mẹ tôi với con trai 12 tuổi. Mà tôi lái cứ sống trong cái sự siêu nhiên của Chúa, cứ cầu nguyện rồi thờ phượng Chúa với anh ca hay là nghe lời Chúa anh xe. Nhưng mà hai cha con tôi là mục sư Trương Văn Hoàng, nó cứ cầu nguyện và cứ vô đổ xăng rồi rửa mặt này kia rồi thôi, rồi cứ đi về thôi. Mà hồi xưa tôi về là tôi hay mệt, mình phải nghỉ ngơi một chút, còn 10 phút 20 phút hay là vô thay đồ để đi nhà thờ nhóm với hội thánh Tulsa, Oklahoma với anh em hội thánh địa phương, có một thánh Việt Nam ở đây, mà thấy nó khỏe rồi về ngày hôm sau tối cũng ngủ bình thường ít thôi và ngày hôm sau làm việc tiếp. Cho nên là tôi thấy rằng quả thật là khi mà Chúa cất người yêu dấu của mình ra đi nữa thì biết Chúa Trời vẫn ban cho mình có sức lực của Đức Chúa Trời. Và tôi bay coi như là cứ mỗi 2-3 tuần là tôi bay hết tiểu bang này qua tiểu bang khác. Từ ngày vợ tôi về với Chúa là tôi bay những cái chặng đường nó còn xa còn nhiều hơn là cái lúc mà vợ tôi còn sống. Cho nên là mình ra đi thăm viếng và cũng nghĩ đến những cái người Hồi giáo vì ở gần một cái Muslim mosque mà mình phải yêu thương họ.
Cho nên là nhiều khi mình cũng thấy kết lợi là mình ở một cái chỗ mấy năm nó quen quá, nó lâu dọn đi qua những cái khu khác đó, thì mình lại có một cái bầu không khí mới và mình trở nên một cái nhân tố để có một cái môi trường mới với những con người mới, với hội thánh những cái nơi mình nối kết. Cho nên là tôi cũng vui mừng cảm ơn Chúa. Tôi thấy rằng khi một người thân yêu nhất của mình, tôi biết rằng tôi có mấy ông bạn về với Chúa, nhưng mà con người yêu thân yêu của chúng ta trong con Ngài là trong Chúa Giêsu, thì mình trở nên mạnh mẽ, mình trở nên phước hạnh. Còn nếu cứ tập trung vào con người, tôi mất đi, mất mát cái này, mất mát cái nọ, thì nó sẽ làm cho chúng ta trong cái sự gọi là xuống sức lực và dễ mòn mỏi. Nhưng mà mình tập trung vào con Ngài là Giêsu thì nó sẽ làm một cái sức mạnh cho mỗi con người yếu đuối của chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Cảm ơn Chúa. Amen, cảm ơn Chúa. Tối hôm nay chúng ta cảm ơn Chúa vì sức khỏe của chúng ta được Chúa chăm chú và Chúa gìn giữ quá. Chúng ta ngợi khen Chúa về điều đó. Dạ, kính mời Mục sư Cương có điều gì phước hạnh nè, xin Mục sư. Dạ, thì để cho anh em hiểu mình nhiều hơn, thì cái phước hạnh là tôi sống với Chúa mỗi ngày á. Mỗi ngày sống được là cảm tạ Chúa, giống như là Chúa cho thêm vậy đó. Tại vì không biết anh em nha, có biết không chứ cách đây 5 năm tôi bị cancer phổi á, rồi cắt đi phân nửa của lá phổi trái. Câu chuyện thì nó dài lắm, nhưng mà trong cái cơn bối rối đó thì Chúa dùng lời của Chúa để nâng đỡ đó. Khi cầu nguyện thì Chúa nói đức tin ngươi ở đâu, thì bắt lấy cái câu đó mà tôi nhìn Chúa và trải qua cái cơn hai lần phẫu thuật như vậy được bình an. Cảm ơn Chúa là Chúa cho gặp bác sĩ tốt rồi thế nào đó, thì không phải bị quá trị, cũng không phải xạ trị gì hết, thì được 5 năm rồi. Thì cảm ơn Chúa đến ngày hôm nay thì tôi nói rằng đây là Chúa ban cho. Nó về sức khỏe thuộc thể, về sức khỏe thuộc linh thì Chúa cho mỗi ngày khám phá thêm về Chúa Giêsu trong đời sống của mình. Cảm tạ ơn Chúa, và cho đến giờ phút này phải nói rằng giữa tôi với Chúa là thưa Chúa, không có gì trục trặc xảy ra. Nếu có Thánh Linh cáo trách rồi, không có gì trục trặc xảy ra, con được bình an với anh em ở đây là quá tốt. Cảm ơn Chúa. Dạ xin hết ạ. Dạ cảm ơn Chúa, cảm ơn Mục sư đã kể về câu chuyện rất là phước hạnh cho mọi chúng ta. Mục sư Khoa thì có nhắn với tôi là mục sư vừa mới trải qua cái nhổ răng, cho nên là mục sư vẫn còn đau đớn lắm ạ. Dạ vâng, mục sư không nói được và bị sưng nữa. Cho nên tối hôm nay thì chắc là mục sư không có làm chứng được, cho nên mục sư mới nói rằng tôi có thể trám vào cái phần của mục sư Khoa về cái lời làm chứng. Thì tuần sau mục sư Khoa sẽ làm chứng về ơn phước của Chúa và có những cái sự khích lệ chúng ta từ cái tinh thần hậu bị Chúa ở tại Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, nhắc lại cái tinh thần cầu nguyện của chúng ta đó, thì mỗi tối thứ năm như thế này thì chúng ta sẽ cố gắng hết sức ở trong cái phần từ một tiếng cho đến hơn một chút xíu. Thì trong đó chúng ta có phần ca ngợi, ngợi khen Chúa, sau đó chúng ta sẽ có lời của Chúa làm nền tảng của sự cầu nguyện. Và lời Chúa thì chúng ta cũng sẽ gói gọn ở trong cái sự suy gẫm. Và sau đó chúng ta sẽ đưa ra những cái vấn đề cấp thiết, cấp bách. Như là hôm nay thì có một số vấn đề mà tôi xin nhờ quý vị cầu nguyện cho quê hương. Rất là cần sự cầu nguyện của chúng ta. Mỗi ngày nó lên tới 14.000 ca nhiễm là quý vị, và chết cũng khoảng gần 200 người mỗi ngày như vậy. Thành ra chúng ta sẽ cầu nguyện những vấn đề như vậy. Và trong buổi tối hôm nay chúng ta sẽ tập trung sau lời Chúa, thì chúng ta sẽ cầu nguyện cho những cái chương trình trong tháng 12 này. Các hội thánh đều có những chương trình và cần sự cầu nguyện của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Quý vị, xin chúng ta trở lại màn hình một lần nữa ở trong lời của Chúa trong Luca đoạn 18. Và trong 8 câu đầu tiên, tôi muốn tất cả chúng ta suy gẫm trong 8 câu này để làm nền tảng cho sự cầu nguyện chúng ta tới hôm nay. Xin được phép share cái màn hình cho quý vị, để quý vị không có kinh thánh sẵn ngay đó, thì quý vị có thể nhìn lên màn hình để chúng ta có thể xem. Dạ, thưa đây, xin quý vị cùng đọc với tôi. Dạ, chúng ta nghe lời của Chúa ở trong Luca đoạn 18, từ câu 1 cho đến câu 8. Ví dụ về quan án không công bình. Đức Chúa Giêsu phán cùng môn đồ một thí dụ để tỏ ra rằng phải cầu nguyện luôn luôn, chớ hề mỏi mệt. Trong thành kia có một quan án không kính sợ Đức Chúa Trời, không vì nể ai hết.
Trong thành đó cũng có một người đàn bà quá đến thưa quan rằng xin xét lẽ công bình cho tôi về kẻ nghịch cùng tôi. Quan ấy từ chối đã lâu, nhưng kế đó người tự nghĩ rằng dầu ta không kính sợ Đức Chúa Trời, không vị nể ai hết, song vì đàn bà quá này khuấy rầy ta, ta sẽ xét lẽ công bình cho nó để nó không tới luôn làm nhức đầu ta. Đoạn chú phán thêm rằng các ngươi có nghe lời quan án không công bình đó đã nói chăng? Vậy có lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lẽ công bình cho những người đã được chọn là kẻ đêm ngày kêu xin Ngài mà lại chậm chạp đến cứu họ sao? Ta nói cùng các ngươi, Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ, song khi con người đến, há sẽ thấy đức tin trên mặt đất sao? Trên mặt đất chăng? Dạ, kính thưa tôi tới Chúa và quý vị đang ở trong vòng canh cầu nguyện này, và những anh chị em sẽ xem lại ở trong cái sự cầu nguyện suy gẫm lời Chúa tối hôm nay của cựu tín hữu Trần Cao Vân. Thì một trong những điển tích mà Chúa Giêsu đã dùng để dạy dỗ cho đoàn dân đông cũng như là các môn đồ của Ngài, thì câu chuyện về người đàn bà quá này, mặc dù chúng ta đã giảng dạy, chúng ta đã chia sẻ và chúng ta đã suy gẫm, chúng ta xem qua nhiều lần, nhưng tới hôm nay tôi mong muốn tất cả chúng ta trở lại với cái lòng mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta có, như là cái sự dạy dỗ của Chúa ở đây, để chúng ta cầu nguyện, đặt đức tin của mình trong sự cầu nguyện và đòi hỏi chúng ta trở lại với Kinh Thánh dạy chúng ta về sự cầu nguyện. Mặc dù chúng ta có nhiều kinh nghiệm và chúng ta có những từng trải, nhưng tối hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lại điều này để nhắc chúng ta ở trong cái tinh thần cầu nguyện. Trở lại với phần đoạn Kinh Thánh này, Chúa dạy chúng ta cầu nguyện luôn ở trong câu 1 đó. Thì Đức Chúa Giêsu phán cùng môn đồ thí dụ để tỏ ra rằng phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt. Cảm ơn Chúa, ở đây chúng ta là những chiến binh cầu nguyện, những chiến sĩ cầu nguyện. Và tôi quan sát thì tôi thấy chúng ta tham gia rất nhiều trong những cái vòng canh cầu nguyện. Và đó là một cái sự khích lệ cho tôi cũng như quý ông bà anh chị em, quý vị. Và cái tinh thần nó nói lên rằng chúng ta đang là những người làm theo sự dạy dỗ của Chúa. Ở đây Chúa dạy chúng ta là hãy cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt. Và chúng ta đang thể hiện tinh thần đó để làm gì quý vị? Để ý Chúa được nên. Và chúng ta đang đòi Chúa xét những cái lẽ công bình cho hội thánh, cho gia đình chúng ta, cho chức vụ chúng ta. Chúa lặp lại cái sự công chính trên đất này bởi lời cầu nguyện của hội thánh và của chúng ta. Và tối hôm nay chúng ta đang làm điều đó cùng với rất nhiều những cái vọng cam cầu nguyện, cùng với những cái phòng cầu nguyện. Và chúng ta đang làm điều mà Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta, đó là tinh thần cầu nguyện và cầu nguyện luôn luôn, chớ hề mỏi mệt. Chúng ta trở lại với cái bối cảnh cái phân đoạn Kinh Thánh này đó, thì chúng ta biết cái người phụ nữ ở trong cái câu chuyện này là người đàn bà quá. Người đàn bà quá này có ba cái bất lợi khi mà đến với cái người quan án không công bình. Trở lại cái câu chuyện này chút xíu thì tôi suy gẫm, thì tôi biết cái câu chuyện này đó là ngày xưa khi mà cái phòng mà để xử án ở đây đó không phải là một cái tòa nhà đẹp hay là một cái tòa án như chúng ta thường nghĩ, nhưng mà nó là một cái tòa án lưu động có thể di dời. Và cái ông quan này á, là một người không quan không công bình đó, thì ổng ở trong cái chức vụ của ổng là ổng cũng đi xét lưu động như vậy, và ổng có những cái người trợ lý đi với ổng. Và chính những cái người trợ lý đó đó, họ đi theo giúp cho ông và nhận những cái đơn để mà được xét án, được xét xử. Mà cái người đàn bà này đến với một cái bất lợi, đó là bà là một người đàn bà quá và không có chồng, bà không có, cho nên trong cái xứ sở Palestine lúc bấy giờ đó thì họ không có chấp nhận một cái người phụ nữ mà khi đi đến tòa án như vậy, rất là khó đi đến tòa án, mà nhất là không có người chồng đi cùng. Rồi chồng của bà cũng đã qua đời, cho nên là cái bất lợi của bà là bà không có cái người mà đi để mà nói giùm cho bà, cho nên bà cứ đến như vậy. Và cái bất lợi thứ ba đó là trong cái ngày xưa khi mà tôi biết được biết đó, là những cái người trợ lý này chính là những cái người mà thông đồng với những người quan án đó, họ nhận cái tiền đút lót. Mà khi có tiền đút lót đó thì cái đơn kiện nó mới đến để tòa án xét được. Cho nên trong cái câu chuyện này Chúa nhắc lại là cái người quan án không công bình là không công bình chỗ đó, ở trong cái hoàn cảnh của người phụ nữ cô thế và quá hoàn toàn. Và bây giờ tôi suy gẫm đến đây thì tôi cảm ơn Chúa, bởi vì sự dạy dỗ của Chúa đó là chúng ta có thể
bị cô thế như người phụ nữ này. Nhưng chúng ta có một đấng binh vực mình. Đấng binh vực mình là Đức Thánh Linh, là cứu Chúa Giêsu của chúng ta. Ngài đưa ra cái câu chuyện này, nói người đàn bà này hoàn toàn không có một cái lợi thế nào hết. Và cái lợi thế, cái bất lợi của bà là bà không có tiền để đút lót, để mà được bà được quan tòa xét. Nhưng mà bà có làm một điều được, đó là bà đến ngay cái chỗ đó và bà kêu cầu, bà kêu cầu, bà kêu xin, bà nài xin với một sự kiên nhẫn, cho đến lúc ông quan ông chịu không nổi và ông trả lời, ông xét xử cho cái vụ đó. Cho nên người đàn bà này có một cái điều bất lợi, nhưng chúng ta hoàn toàn không bất lợi. Trong câu chuyện này chúng ta có một đấng binh vực của chúng ta, cho chúng ta như trong Roma đoạn 8 câu 26, tôi xin đọc cho quý vị. Đây là một cái lời khích lệ chúng ta ở trong cái tinh thần cầu nguyện. Cho dù chúng ta đang trong cái hoàn cảnh bất lợi, trong những cái điều không có điều kiện, bị cản trở, nhưng mà có một đấng luôn luôn cầu thay cho chúng ta hoàn toàn có lợi cho chúng ta. Ở trong Roma đoạn 8 câu 26, cùng một lẽ ấy Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng. Nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Chúng ta thấy chúng ta hoàn toàn không bất lợi, bởi vì lúc nào cũng có một đấng Đức Thánh Linh là đấng cầu thay cho chúng ta. Người phụ nữ này dường như không có ai bên vực bà ta cả, nhưng chúng ta có một đấng cầu thay cho chúng ta. Thưa quý vị, tôi biết rằng những ngày qua, những câu chuyện mà chúng ta vừa mới làm chứng rõ ràng rằng có một đấng cầu thay cho chúng ta, nên chúng ta vượt qua được những cái bất lợi để chúng ta còn tồn tại tới giờ phút này để được Chúa dùng cho công việc của Ngài. Rồi có một cái lời hứa nữa đó, ở trong Giăng đoạn 14 câu 26, hoàn toàn chúng ta không bị cô thế như người đàn bà này, bởi vì có đấng binh vực chúng ta. Giăng đoạn 14 câu 26, nhưng đấng yên ủi, tức là Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Hoàn toàn không bất lợi. Đấng yên ủi đây cũng có thể binh vực chúng ta. Ngài là đấng an ủi chúng ta trong mọi sự. Hồi nãy thì Ngài cầu thay cho chúng ta, bây giờ thì Ngài an ủi cho chúng ta. Cho nên tối hôm nay tôi có cái niềm tin rằng khi chúng ta đưa ra một cái nan đề để cầu nguyện, thì chúng ta có một đấng yên ủi, một đấng cầu thay cho chúng ta. Cho nên chúng ta rất dạn dĩ để đến với Chúa. Không phải đến để ăn mài, ăn xin, nhưng mà đến với một cái lòng dạn dĩ trước một quan án công bình. Người quan án kia không công bình. Tôi cảm ơn Chúa về cái điển tích này làm cho chúng ta thấy hai hình ảnh tương phản hoàn toàn về một người quan án không công bình và về một đấng công bình. Ngài xét lẽ công bình cho chúng ta, miễn là chúng ta theo như lời dạy của Chúa ở trong câu 1, đó là phải cầu nguyện luôn. Phải cầu nguyện luôn. Trở lại với câu chuyện mà các môn đồ họ rất là đừ ở trong vườn Gethsemane. Điều mà Chúa muốn họ đi theo Ngài đó là để họ cầu nguyện, bởi vì cầu nguyện có những cái lợi rất là lớn. Mà một trong những cái lợi đó là được Chúa thêm sức, Chúa ban ơn, Chúa nâng đỡ và Chúa gìn giữ. Trong khi cái đêm ở Gethsemane họ rất là đừ rồi, họ mệt mỏi lắm rồi. Và điều mà Chúa dạy rằng phải có tinh thần cầu nguyện luôn. Ở trong cái bản tiếng Anh đó thì cái tôi đọc thấy cái chỗ mà chớ hề mỏi mệt đó. Chớ hề mỏi mệt là not to give up, là phải cầu nguyện luôn mà đừng có nản, đừng có mỏi mệt. Bởi vì khuynh hướng của chúng ta cho tới ngày hôm nay, tôi là một người hầu việc Chúa, nhưng mà có những lúc mình thấy Chúa chưa trả lời thì mình nóng lên, mình vội vàng để mình chấm dứt cái lời đó, mình khó có thể tiếp tục và kiên nhẫn được ở trong cái sự chờ đợi. Nhưng lời của Chúa tới hôm nay, hãy tiếp tục cầu nguyện và đừng có bỏ cuộc, chớ hề mỏi mệt. Và tinh thần kiên nhẫn nài xin, Chúa muốn chúng ta là đừng bỏ cuộc. Và cầu nguyện lúc nào cũng là một cái lợi lớn cho chúng ta. Thứ nhất, đó là Chúa làm cho chúng ta càng thêm vững tâm. Cầu nguyện để làm cho chúng ta thêm vững tâm, như ở trong Giăng nhất đoạn 5 câu 14 và câu 15. Tôi xin đọc cho quý vị nghe lời của Chúa. Đây là sự vững tâm mà chúng ta có trước mặt Ngài. Đó là nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin điều gì, thì Ngài sẽ nghe chúng ta. Nếu chúng ta biết bất cứ điều gì chúng ta cầu xin Ngài đều nghe chúng ta, thì chúng ta biết rằng chúng ta sẽ có được những gì chúng ta đã cầu xin Ngài. Cho nên cầu nguyện lúc nào cũng có lợi. Và cái lời thứ nhất ở đây thì
để biết được cái lợi đó thì chúng ta sẽ không có nản, không có bỏ cuộc mà sẽ kiên nhẫn càng hơn để cầu nguyện. Đó là Chúa làm cho chúng ta vững tâm, bởi vì lời cầu nguyện nào của chúng ta biết rằng Chúa nghe thì điều đó sẽ được trả lời đúng theo cái thời điểm của Chúa. Vì chúng ta vẫn thường được học tập nơi sự dạy dỗ của các tôi tớ của Chúa đã hướng dẫn về điều này. Điều thứ hai đó là gì? Là chúng ta nhận được điều mình cầu xin. Ở trong Giăng đoạn 15 câu 7, nếu các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Cho nên tối hôm nay tôi tin rằng những cái nan đề mà chúng ta đưa ra để cùng cầu nguyện với nhau, chúng ta sẽ nhận được cái điều mà mình cầu xin, thưa quý vị. Hãy như anh chị em đang xem ở trong cái phần cầu nguyện này với chúng tôi, hãy cùng với chúng tôi suy gẫm và nhận cái lời hứa của Chúa, đó là mình sẽ nhận được cái điều mình cầu xin. Rồi Chúa cũng hứa với chúng ta trong phúc âm Giăng đoạn 16 câu 24 là chúng ta sẽ có cái niềm vui trọn vẹn. Cầu nguyện để chúng ta có niềm vui trọn vẹn. Cho đến bây giờ các ngươi chưa nhân danh ta mà cầu xin điều chi, hãy cầu xin các ngươi sẽ nhận được để niềm vui của các ngươi được trọn vẹn. Cho nên cầu nguyện để niềm vui chúng ta được trọn vẹn. Tôi chỉ biết điều đó thôi, và tối hôm nay tôi cùng với quý vị cầu nguyện để cái niềm vui đó được trọn vẹn. Bất kỳ cái điều gì mà chúng ta xin Chúa, chúng ta sẽ có một cái niềm vui trọn vẹn. Nếu chưa có đạt được, nếu chưa có nhận được thì có nghĩa rằng chưa có trọn vẹn. Tôi chưa có được thỏa lòng. Chúa ơi, xin Chúa cho cái niềm vui đó được trọn vẹn khi Ngài đáp lời cầu nguyện của chúng ta. Và cái điều lớn nhất mà chúng ta có đó là sẽ được ban cho. Cầu nguyện là chúng ta biết rằng sẽ được ban cho ở trong Gia Cơ đoạn 1 câu 5. Nếu trong anh chị em cảm biết mình thiếu khôn ngoan, người ấy hãy cầu xin Đức Chúa Trời đấng ban cho mọi người cách rộng rãi và không hề phiền trách, thì người ấy sẽ được ban cho. Cho nên lời hứa của Chúa rất là lớn. Khi chúng ta cầu nguyện là chúng ta có cái lời hứa an ủi chúng ta rằng chúng ta sẽ được ban cho, miễn là đi theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Bấy nhiêu điều tôi cùng với quý vị vừa suy gẫm vừa qua ở trong phân đoạn Kinh Thánh Luca đoạn 18, nhắc chúng ta lại cái điều mà Chúa dặn chúng ta là hãy cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt, chớ hề bỏ cuộc. Và chúng ta chọn mỏi mệt, bỏ cuộc, hay là chúng ta sẽ tiếp tục bám lấy Chúa, thưa quý vị. Đó là lời kêu gọi để chúng ta cùng cầu nguyện với nhau ở trong cái phần cầu nguyện kế tiếp. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời của Chúa tối hôm nay. Dạ vâng. Bây giờ thì tôi xin quý vị có những cái vấn đề nào cần đưa vào trong cái phần cầu nguyện của chúng ta trong khoảng 30 phút nữa, thì chúng ta sẽ để thời giờ chúng ta cầu thay. Dạ, kính mời quý vị hãy có những cái nan đề nào quý vị cần cầu nguyện thì xin quý vị đưa ra ở trong giờ này. Dạ. Nghĩa là trong tình trạng hội thánh của Chúa ngày hôm nay, nếu mà chúng ta cứ tập trung vào tình cảnh con người đó, thì nào là COVID, nào là biến chủng mới vân vân, nhưng mà chúng ta xin linh của sự cầu nguyện gia tăng ở trong đời sống anh chị em tín hữu, giống như những gì một sư Giang Đông vừa mới chia sẻ. Chúng ta thấy rằng sự cầu nguyện nó sẽ làm tưới mát linh hồn của anh chị em đó, và họ sẽ bước vào trong cái phòng cầu nguyện và họ đón nhận sức lực tươi mới của Đức Chúa Trời. Và không có gì để gọi là mệt mỏi, dẫu giữa cái cơn sóng này, mình sẽ kinh nghiệm những cái ơn phước rất là lạ lùng của Đức Chúa Trời. Cho nên là hãy đến ngã vào ở trong vòng tay yêu dấu của Chúa, vì sự cầu nguyện là những cái giây phút gọi là giản xả nhất, tuyệt vời nhất. Mà nếu anh chị em nào biết yên nghỉ ở trong sự cầu nguyện thì sẽ đầy năng lực và sẽ thấy nhiều sự trả lời lạ lùng trong cái cách của Chúa. Nếu mà mình mở cái phần linh mình ra, để mở lòng mình ra, thì mình thấy rằng Chúa sẽ làm những điều lạ lùng lắm. Cho nên là rất là được khích lệ qua sứ điệp của một sĩ Giang Đông, và tôi ước rằng chúng ta cầu nguyện xin linh của sự cầu nguyện gia tăng ở trong đời sống anh chị em chúng ta, mỗi thánh đều sẽ mạnh mẽ trong sự cầu nguyện càng hơn. Yeah. Amen, amen. Cảm ơn một sĩ Tú. Dạ thưa quý tôi tới Chúa và quý vị, chúng ta nhìn lên ở trên cái màn hình của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy cái vấn đề mà tôi xin quý vị tập trung cầu nguyện tối hôm nay, đó là xin chúng ta cầu nguyện cho cái chương trình truyền giảng vào tuần sau. Dạ, thứ bảy tuần sau thì xin chúng ta cầu nguyện cho chương trình Thánh Nhạc Mừng Chúa Giáng Sinh sẽ được diễn ra ở Sài Gòn Performance Arts Center, do mục sư Hồ Hiếu Hạ, ông sẽ là người diễn giả của chương trình, và chương trình tập trung
các hệ phái lại với nhau. Và theo tinh thần này thì có nhiều hội thánh sẽ đưa thân hữu tới. Cho nên xin quý vị cầu nguyện hỗ trợ cho chương trình này vào 3 và 6 giờ 30 chiều thứ Bảy ngày 11 tháng 12 năm 2021. Thì sẽ có nhiều con cái Chúa sẽ tập trung về, tôi cũng sẽ về ở trong dịp này và hy vọng gặp lại quý vị. Và đặc biệt là quý vị cũng cầu nguyện cho hai chương trình mà tôi dự phần vào ở trong trước cái chương trình đó và sau chương trình đó là 10 Tây và 11 Tây tháng 10 Tây và 11 Tây tháng 12 sẽ có cái chương trình huấn luyện. Đây thưa quý vị, chương trình hội thảo âm nhạc Cơ Đốc Việt Nam lần thứ nhất sẽ diễn ra vào hai ngày 10 và 11 tháng 12 tại hội thánh chủ nhiệm Garden Grove. Thì chúng tôi mượn cái chỗ cơ sở này để tổ chức. Thật ra thì đây là chương trình của trường thần học của Viện Cơ Đốc Truyền Giáo Hội ở tại Việt Nam. Thì cái chương trình này đó được tổ chức và mượn cái cơ sở thôi chứ không phải là do hội thánh chủ nhiệm họ tổ chức. Chương trình này diễn ra với rất nhiều những cái bổ ích, đó là mời số diễn giả là những người mục sư có kinh nghiệm lâu năm ở trong vấn đề âm nhạc. Tôi cũng sẽ dự phần ở trong cái chương trình này với cái phần chia sẻ về cái cách sử dụng One Man Band ở trong cái sự thờ phượng của hội thánh, nếu mà hội thánh đó mới mở hoặc là thiếu nhân lực về về âm nhạc thì mình có thể mình sử dụng One Man Band. Rồi có những người khác thì sẽ chia sẻ về sử dụng âm nhạc trong các mục vụ của hội thánh do mục sư Kiều Tuấn Huệ, rồi hoặc là lập trình và thực hành một chương trình thờ phượng của mà Chúa mà hội thánh đang cần. Rồi có cái người thì sẽ nói về phương pháp xướng âm cấp tốc không cần nhạc lý, vân vân. Và đây là cái chương trình đầu tiên hội thảo về âm nhạc Cơ Đốc Việt Nam. Xin chúng ta nhớ đến và cầu nguyện, nếu được thì xin quý vị cho nhân sự trong hội thánh tham gia. Chương trình này có livestream nữa. Và một cái chương trình nữa tôi dự định giới thiệu quý vị, xin quý vị cầu nguyện cho, đó là cái chương trình ca nhạc Giáng sinh vào ngày 12 đi tháng 11, có nghĩa là tối Chủ nhật. Hai đêm liền, thứ Bảy và đêm Chủ nhật có cái chương trình này. Xin quý vị cầu nguyện để chúng tôi mong muốn rằng cũng có thân hữu đến để nghe tin lành, phúc âm của Chúa. Đó là điều mà xin quý vị nhớ đến và cầu nguyện. Không biết là bên hội thánh của quý vị có những cái chương trình đặc sắc nào nữa trong cái sự truyền giảng thì xin quý vị cho biết để chúng ta cùng cầu nguyện với nhau ạ. Ở bên hội thánh chị thì cũng có truyền giảng ngày 12, cho nên là so chị tính đi nhưng mà không đi được. Không phải là hội thánh chị mà là hội thánh Mỹ, mà hồi trước hội thánh này mướn cái hội thánh Mỹ đó. Thì họ mời tất cả các giáo phái, họ giống như là International Church vậy đó. Thì năm nào cũng có, mỗi năm thì họ làm rất trễ, 17, 20, nhưng mà năm nay họ làm 12. Chị sẽ không đi qua Cali được, mà sẽ cầu nguyện cho chương trình đó. Với lại ngày 20, 26 thì chương trình của 7 hội thánh CMA sẽ truyền giảng ở tại Atlanta luôn. Dạ vâng. Hội thánh đó, Orange có chương trình gì không Mục sư Dũng ha? Hội thánh có chương trình gì xin mục sư? Thứ bảy này thì có chương trình hát cho nhau nghe. Các đoàn từ các hội thánh ở xung quanh vùng California. Hội thánh vào tối thứ bảy này, bốn tay để ca ngợi Chúa cùng hát với nhau lúc 7:30 tối thứ bảy ngày 4 tây tháng 12. Và đó là có cái truyền giảng. Dạ vâng, cảm ơn mục sư. Dạ bên mục sư Cương ạ, xin mời mục sư ạ. Dạ xin cầu nguyện cho hội thánh North York nhóm online và xem là đây là cái mùa Giáng sinh, cho nên bắt đầu từ bây giờ trở đi đó thì khích lệ con cái Chúa việc đem thân hữu đến. Không có cái gì đặc biệt bởi vì nó online rồi. Cho nên xin em cầu nguyện cho có thân hữu và được sự hưởng ứng của thân hữu khi có lời kêu gọi của Chúa.
thì thôi. Dạ, cảm ơn mục sư đã cho hay vào ngày mấy tây hả mục sư? Dạ, thưa cái mùa gọi là mùa Giáng sinh là cứ mỗi chủ nhật này thì khích lệ cứ việc đem thân hữu đến chứ không có một cái ngày đặc biệt. Dạ vâng, trong mùa Giáng sinh. Dạ. Như vậy thì chúng ta có bốn, ít nhất là bốn cái vấn đề để chúng ta cầu nguyện giờ này. Thứ nhất là chúng ta sẽ cầu nguyện cho chương trình truyền giảng chung ở California vào thứ bảy tuần tới. Thôi tính theo cái ngày ngày cho chúng ta dễ nhớ là 4 tây tháng 12 thì Hội Thánh Tin Lành Orange sẽ có chương trình hát cho nhau nghe, và có thân hữu xin Chúa cho họ đến và có dịp để mà tương tác và tiếp cận với họ để mà nói về Chúa. Rồi sau đó là ngày 10 và ngày 11 tây thì có cái chương trình hội thảo về âm nhạc ở Hội Thánh Trưởng Nhiệm Garden Grove. Xin chúng ta cầu nguyện được chương trình được ơn và sẽ gây dựng được các ban thờ phượng, các mục vụ về âm nhạc. Và buổi tối thứ bảy ngày 11 tháng 12 thì sẽ có chương trình truyền giảng như chúng ta thấy thông báo đã gửi cho các hội thánh. Và theo lời nói của làm chứng của chị Vinh An Dương thì hội thánh ở Atlanta thì sẽ có chương trình truyền giảng chung vào tháng 12, cũng như là trước đó cũng có những cái chương trình nhóm chung nữa. Xin chúng ta cũng cầu nguyện Chúa cho một cái sự hiệu quả của các chương trình nhóm này. Và các và hội thánh North York nữa, nơi mà mục sư Cương, xin Chúa ban phước cho hội thánh ở trong cái dịp Giáng sinh truyền giảng và có người tin Chúa qua Zoom. Hồi đó giờ mình ít khi nào mà biết thấy được cái kết quả này lắm, nhưng mà không có gì khó cho Đức Chúa Trời toàn năng của chúng ta đâu quý vị. Hãy kêu cầu Đức Chúa Trời chúng ta để Ngài xét lẽ công bình cho chúng ta. Nếu mà chúng ta không có ra ngoài truyền giảng được thì tin Chúa ở trên Zoom quý vị, không có gì khó cho Amen. Chúa. Yes. Amen. Dạ yes. Vâng. Chị muốn nói một điều nữa là mình có thêm một người tin Chúa nữa ở trong cái chương trình cụ tín hữu. Truyền cảm ơn Chúa. Dạ. Cảm ơn Chúa. Và hy vọng rằng sẽ còn nữa, còn nhiều. Dạ. Bởi vì họ cứ coi rồi người này giới thiệu người kia. Dạ. Bây giờ là mình được 15 người rồi đó. Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ. Mục sư Tú ơi, mục sư Tú có vấn đề gì cần mọi người cầu nguyện cho cái hoạt động của tháng 12 này không ạ? Dạ. Thì cũng cầu nguyện chương trình truyền giảng chung của chú Tình Bước Việt thì có được trên 20 rồi. Tôi cũng cùng chung với các nơi các anh chị em. Nhưng mà chúng tôi xin Chúa cho tôi cũng ao ước được, vì tôi đi nhiều cho nên tôi cũng xin Chúa cho nhìn thấy cái sự phấn hưng của Chúa là cái sự hiệp nhất của Hội Thánh Đức Chúa Trời, vì chúng ta chỉ có một. Còn ấy nó cũng chỉ là cái tên, mà một cái sự yêu thương của Đức Chúa Trời nó nằm ở trong lòng của các con cái Chúa, và khao khát cái sự dẫn dắt của Thánh Linh ở trên cái ngày sau rốt này, cho nên là trong đợi Thánh Linh và tương tác với Thánh Linh một cách gần gũi để Thánh Linh Chúa dẫn dắt cả thế giới chúng ta đang ở qua một cái hành trình mới. Amen. Amen. Dạ. Dạ, bây giờ thì xin chúng ta cùng cầu nguyện cho các hoạt động và sự kiện của tháng 12 chúng ta tập trung, rồi sau đó chúng ta sẽ hướng về Việt Nam, chúng ta cầu nguyện riêng cho Việt Nam. Xin quý vị có 2 phút để mỗi người theo cách của mình, và xin Đức Chúa Trời ban phước cho các event chương trình tháng 12. Sau đó kính mời mục sư Dũng dâng lời cầu nguyện trước khi mục sư có thể rời phòng cầu nguyện chúng ta. Dạ vâng, mỗi người chúng ta cùng cầu nguyện quý vị. Alleluia, cảm ơn Chúa của chúng con. Chúa ơi, chúng con đến với Ngài và dâng lên cho Chúa những nan đề của chúng con, những vấn đề và những sự kiện diễn ra ở trong tháng 12 này. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con ngợi khen Chúa vì chúng con nghe được các đôi tớ của Chúa nói rằng những chương trình sẽ diễn ra. Chúng con tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự tốt lành của Ngài. Ngài đã ban cho chúng con rất là nhiều. Chúa ơi, và có một thách thức đối với hội thánh của Chúa ở trong mùa Giáng sinh năm nay, đó là chúng con sẽ truyền giảng phần đông là qua Zoom. Có nhiều cái khó khăn, có nhiều cái cản trở, xin Chúa xét lẽ công bình cho chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài là Đức Chúa Trời của chúng con. Ngài là Đức Chúa Trời trong lúc chúng con đối diện, chúng con đang sống trên thế gian này, chúng con không cảm thấy mình bị cô thế, thưa Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài vì Chúa cho chúng con có một Đức Chúa Trời thờ phượng. Đức Chúa Trời của chúng con là Đức Chúa Trời quyền năng. Đức Chúa Trời xét lẽ công bình cho chúng con, là đấng ngày đêm
nghe lời cầu nguyện của chúng con mà xét lẽ công bình cho chúng con. Ôi Chúa ơi, Ngài há không xét lẽ công bình cho những kẻ lấy ngày đêm mà cầu nguyện với Ngài. Con cảm ơn Chúa vì chúng con kêu cầu Chúa ngày đêm và hết lòng. Chúng con không hề mỏi mệt trong sự cầu nguyện và sẽ tiếp tục xin Đức Chúa Trời đổ ơn của Ngài trên chúng con. Điều gì cho chúng con, đối với chúng con là khó quá thì không khó nữa, bởi vì Chúa sẽ mở những con đường. Ngài sẽ vạch một con đường đi trên đồng vắng. Ngài sẽ khiến cho đỉnh núi trội, sẽ có sông chảy ra trên đỉnh núi trội. Ngài sẽ khiến cho sa mạc trổ bông. Thưa Đức Chúa Trời của chúng con, con cầu nguyện cho các chương trình truyền giảng của Hội Thánh ở tại Atlanta. Con cầu nguyện cho chương trình truyền giảng chung của Hội Thánh ở California ở trong mùa Giáng sinh năm nay. Con cầu nguyện cho chương trình ở North York rồi Chúa ơi. Xin Chúa ban ơn cho dân sự của Ngài và Hội Thánh của Ngài ở trong dịp này để chúng con truyền giảng qua Zoom hoặc là gặp nhau. Người ta đến với Hội Thánh thì tất cả đều được Chúa thăm viếng và được Chúa ban ơn, để cho chúng con biết rằng không có gì khó quá cho Đức Chúa Trời của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Khen Cha của chúng con. Amen. Xin quý vị cùng hiệp một với mục sư Phan Trường Dũng, kính mời mục sư cầu nguyện. Xin mục sư mở microphone lên ạ. Dạ. Dạ, xin lỗi. Dạ, không có sao mà sao. Dạ. Chúa là Chúa, là Cha yêu dấu của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì cơ hội quý báu Chúa cho chúng con được tụ họp lại trong phòng Zoom này để nghe lời của Chúa, được học lấy tấm gương của người đàn bà quá. Mặc dù có nhiều cái thất lợi, không có dễ dàng để mà có thể được sự trả lời, nhưng bà đã kiên nhẫn, bà đã chuyên cần và tiếp tục kêu cầu, nài xin cho đến khi nhận được sự trả lời. Chúng con thật là có phước hơn bà rất là nhiều. Chúng con có được một đấng cầu thai ở với chúng con, giúp cho chúng con nhiều khi nói những điều mà chúng con thở than không thể trình bày ra được, mà Ngài cũng đã biết và trình dâng lên điều đó cho chúng con. Con giống như lời của một sư Giang Đông đã nói, chúng con đặc biệt cầu nguyện cho những chương trình truyền giảng trong tháng 12 này của các nơi, ở tại Orange County, ở tại Atlanta, ở tại những nơi khác, mà nếu có thân hữu đến, con cầu nguyện xin Chúa cho các đệ tớ Chúa, những người trong ca đoàn, tất cả chúng con để lòng hướng về việc cứu tất cả đồng bào của chúng con. Con cầu nguyện để sứ điệp tin lành của Chúa được rao ra một cách tự do ở khắp nơi trên thế giới chúng con. Mặc dù COVID có thể ngăn cản chúng con đến nhà thờ, nhưng không có điều gì có thể ngăn cản lòng của người ta đến với Chúa. Amen. Con cảm ơn Chúa. Chúa cho những cái phương cách mới mà chúng con đang sử dụng. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Hay là như thế nào đó, trực tuyến, trên YouTube, trên những cái video, những cái kênh Chúa khác nhau. Con cầu nguyện xin Chúa Ngài giữ gìn cho những đường truyền internet được thông suốt, sứ điệp của Chúa được rao ra một cách rõ ràng, không có bị lấn cấn, không có bị ngắt đoạn, để cho mọi người khi nghe, họ nghe và họ hiểu rõ ràng đến sứ điệp tin lành và đáp ứng. Con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Con muốn cho một sự giáo trưởng, quý vị một sự diễn giả, những người có trách nhiệm để ca hát, để chia sẻ lời Chúa. Con cầu nguyện cho những người ở phía sau trong vấn đề cầu nguyện. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Chăm sóc trong vấn đề giải thích, trong vấn đề hướng dẫn cầu nguyện. Chúa cho tất cả cùng một cái tinh thần làm việc chung với nhau, với lòng ước muốn. Amen. Cảm ơn Chúa. Cho chúng con được nghe, được nhắc lại những câu chuyện của lễ Giáng sinh, nhưng rồi trông mong đến là lần đến thứ hai của Chúa với trên trái đất này, để cùng đưa tất cả chúng con về ở với Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa. Con nguyện cho chương trình hội thảo âm nhạc là một cái điều rất là lâu rồi cần, nhưng mà tới bây giờ mới được thực hiện. Phải, Chúa ơi. Chúa cho có nhiều người đến tham dự khóa hội thảo này để học hỏi. Amen. Và phát triển, như phát huy cái ban thờ phượng của mình. Amen. Cảm ơn Chúa. Trong những ngày tháng tới, cùng với mục sư Giang Đông, tất cả những quý vị mục sư ở trong
cái panel để huấn luyện và thuyết trình. Xin Chúa cho họ có được ơn và giúp để chúng con có được cái sự hiểu biết và nhận thức về cái tầm quan trọng của âm nhạc. Amen. Trong sự... Cảm ơn Chúa. Con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Con dâng tất cả đầy tớ con cái Chúa lên trong tay của Ngài. Chúa gìn giữ chúng con trong mùa lạnh giá được một sự bình yên. Cảm ơn Ngài đã gìn giữ chúng con qua tai qua nạn khỏi. Cảm ơn Chúa. Được thuyên giảm rất là nhiều. Con xin Chúa tiếp tục giữ gìn chúng con. Ngày cùng với một sư Khoa mới vừa đi nhổ răng cũng còn đau nhức và khó chịu trong người. Xin Chúa Ngài đặt cánh tay Ngài chữa lành bệnh cho đại tớ của Chúa, giúp cho ông có mau sớm ăn nói là được bình thường, và những tuần tới sẽ tiếp tục cùng với chúng con để cao rao ra ơn lớn lạ lùng của Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa. Con dâng thì giờ đến đây trong tay của Chúa và thành kính cầu nguyện. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Dạ. Cảm ơn mục sư Dũng đã dâng lời cầu nguyện cùng với tất cả quý vị. Dạ rồi, chút nữa mục sư đi giờ nào cũng được nha, mục sư yên tâm, khỏi chào. Dạ vâng. Mục sư Dũng ơi, mấy cái áo không mang qua được thì chị gửi cho mục sư Dũng được không? Mục sư Dũng cho địa chỉ đi. Ok. Khoảng bao nhiêu cái? Có gì dạ, dạ để hỏi lại các bạn rồi sẽ cho chị biết. Dạ. Xin mục sư Giang Đông ơi, tôi cũng nói được sơ sơ, xin giới thiệu này đi. Dạ vâng ạ, kính mời mục sư. Dạ, xin quý vị cầu nguyện cho chúng tôi ngày 6, ngày 7, tức là thứ hai, thứ ba tới. Chúng tôi có một buổi họp mặt kỷ niệm một năm thành lập gọi là Liên hiệp Cộng đồng Tin lành Việt Nam. Ở trong đó có 36 hệ phái, có 10 hệ phái đã có pháp nhân, còn lại là chưa, có hai hội đoàn, một hội đoàn là Dân Nhân Cơ Đốc và một cái hội đoàn nữa là CGC đó, Church Justice for Right đó. Thì chúng ta đã thành lập được một năm, cảm ơn Chúa, một năm qua đầy thách thức mà chúng tôi cũng nhờ ơn Chúa vượt qua. Và chúng tôi có mời một sư hữu hạ người sẽ giảng trong cái buổi lễ khai mạc. Mời giáo sư Rosheimer, ông sẽ giảng cái bài một bài về cái ngày bế mạc. Và nếu quý vị có thể được thì tôi có thể gửi cái đường link hay cái ID này để cho quý vị có thể tham gia để biết. Hiện bây giờ ở Việt Nam thì có chừng khoảng từ 50 hệ phái nhóm nhánh khác nhau đang hoạt động trên toàn lãnh thổ. Có một số hệ phái chưa pháp nhân mà một số thì đã có rồi. Nhưng mà cảm ơn Chúa thì tôi xin lỗi là chỉ có từ Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam thôi. Còn tất cả đều ở trong cái Liên hiệp Cộng đồng của chúng tôi. Và Liên hiệp Cộng đồng của chúng tôi đã được Hiệp hội Thông công Tin Lành Châu Á công nhận một thành viên chính thức. Và chúng tôi đang apply cái hồ sơ để trở thành thành viên của Hiệp hội Thông công Tin Lành Thế giới. Đức là UEA đó. Và đang tiến hành. Và cảm ơn Chúa thì... Mặc dù nhà nước chưa có công nhận, nhưng mà nhà nước thì không có dám ngăn cản. Tại vì cái tổ chức Cơ Đốc này mới hình thành. Nhưng mà chúng tôi cũng dự trù là đi thăm Thủ tướng cũng như là Ban Tôn giáo, nhưng tôi biết chưa có đi được. Thì bằng cách này cách khác chúng tôi cũng dám tiếp giới thiệu cho họ biết, và họ cũng không có ngăn trở. Tại vì mình muốn Tin Lành mạnh mẽ trên đất nước này, có gì nước ngoài, thế giới can thiệp từ những việc tạo Chúa cũng như một số lĩnh vực khác. Cho nên cũng rất là quan trọng. Trong cái nhiệm kỳ này thì anh quý đại tới Chúa họ tín nhiệm và bầu tôi làm chủ tịch. Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Bắc là phó chủ tịch thứ nhất. Và mục sư Quỳnh Nguyễn Vũ, bên Liên hữu Cơ Đốc mục sư Tứ là phó chủ tịch thứ hai. Mục sư Lê Quốc Quy, mục sư Lê Quốc Chánh, mục sư Giang Đông nhớ không? Dạ, dạ nhớ. Thì mục sư Lê Quốc Quy là ông tổng thư ký cấp tiếp, cho nên rồi một phó tổng thư ký là mục sư Lâm Thiên Lộc, thêm một mục sư Lâm Hữu Đức á. Dạ. Dạ, mục sư Dương Thành Lâm thì thủ quỹ, tổng thủ quỹ thì là ông Vũ Tuần á. Dạ. Mục sư Dương Văn Vinh thì phó tổng thủ quỹ. Ngoài ra miền Bắc nó quá lớn cho nên có hai mục sư ủy viên là mục sư Nguyễn Vũ Trường Giang và mục sư Phạm Tuấn Nhượng. Ở miền Trung thì có mục sư Nguyễn Quang Đức, tức là ông bây giờ hội trưởng của Hội Truyền giáo Cơ Đốc,
là một cái giáo phái mà có mặt như là thứ nhì ở trên đất nước của chúng ta trước 75 cho đến bây giờ. Ở miền Đông thì có một sư Phạm Đình Nhẫn, ở miền Tây thì có một sư Nguyễn Võ Thánh Giám, mà hầu hết là những cái giáo hội đó đều có sự công nhận của nhà nước, và chúng tôi cảm ơn Chúa đã liên hệ và làm việc trong mùa Covid vừa rồi cũng rất là tốt, và chính quyền họ cũng thấy là cái liên hiệp cộng đồng mà đóng góp cũng rất là nhiều cho cái công tác từ thiện. Chúng tôi bị cầu nguyện để thứ hai và thứ ba đó, sáng thứ hai lúc 9 giờ thì chúng tôi sẽ chấm dứt, và trưa hôm sau đó là trưa thứ ba ngày 7, quý vị cầu nguyện để Chúa cho thương xót, và chúng tôi dự trù lên Zoom chừng khoảng 300 người thôi. Dạ. 300 mục sư của các thầy pháp. Dạ vâng. Cầu nguyện mục sư Hà, chúng ta mời ông giảng bộ linh để khích lệ cái đài tới Chúa. Không qua đơn hồng vì Chúa trên đất nước này khó khăn này. Cảm ơn mục sư Dũng đã cầu nguyện cho tôi, sáng nay cũng vừa mới đi làm quan về đây, khó chịu quá. Dạ. Cảm ơn mục sư. Mục sư nhớ gửi cái link cho em để em post lên trên trong cái group chung của Trần Cao Vân đó, để mọi người quan tâm thì sẽ xin được phép vào để tham gia. Dạ. Rồi ok, có làm vậy. Dạ, nếu được thì gửi cho em xin. Dạ. Ở bữa nay học liên tục cũng giúp đỡ lắm. Dạ vâng, cảm ơn mục sư. Cảm ơn anh em. Dạ. Cảm ơn chị em. Dạ vâng, sẽ cầu nguyện đặc biệt cho hai ngày đó. Dạ, ngoài ra thì còn có vấn đề nào cần cầu thay nữa không ạ? Thì xin chúng ta sẽ cầu nguyện một lần nữa cho cái vấn đề mà mục sư Khoa vừa mới nêu ra, rồi chúng ta sẽ dừng buổi cầu nguyện hôm nay ở đây. Xin chúng ta nhớ đến Việt Nam của chúng ta ở trong cái mùa dịch, và hơn như hồi nãy lúc đầu mới bắt đầu thì tôi có nói quý vị tôi đang rất quan tâm đến tình hình dịch bệnh ở quê hương. Thì có 14.000 ca nhiễm mỗi ngày, quý vị nhiều lắm luôn đó. Và mỗi ngày thì có cái số người qua đời vì Covid lên tới gần 200 người, 190 mấy á. Nên xin chúng ta nhớ đến Việt Nam chúng ta, Chúa thương xót, để mà sớm Chúa giảm cái dịch bệnh này và cho Việt Nam trở lại sinh hoạt lại bình thường. Bất chấp những điều đang xảy ra trên thế giới không có lợi cho Việt Nam của chúng ta đâu. Xin chúng ta cũng cầu nguyện cho nước Mỹ, ca đầu tiên của cái Micron. Yeah. Omicron, cái ca đầu tiên phát hiện ở tại Cali vào hình như là ngày hôm qua hay hôm nay vậy đó. Và cái con này nó là biến chủng của 32 biến chủng COVID rất là mạnh. Cho nên xin chúng ta cầu nguyện Chúa đừng có để cho cái điều này nó quấy hại thế giới nói chung và nước Mỹ nói riêng thêm một lần nữa quý vị. Xin Chúa cầu nguyện giờ này cho điều đó. Dạ rồi. Đó là những điều mà chúng ta quan tâm, sẽ cầu nguyện cho điều mà mục sư Hồ Tấn Khoa vừa mới nói và cái vấn đề dịch bệnh ở tại quê hương. Dạ, trong phần này thì sẽ kính mời mục sư Phú, xin lỗi, mục sư Tú, cầu nguyện mục sư Tú ha. Dạ vâng, dạ xin mời mục sư cầu nguyện luôn đi ạ. Dạ xin mục sư mở microphone lên ạ. Dạ. Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con được một lần nữa hiệp một với nhau, và trong sự hiệp một chúng con biết rằng chỉ có một thân thể trong Đấng Christ, và Đấng Christ cai trị cả thân thể của Ngài. Cảm ơn Chúa. Mục sư Hồ Tấn Khoa cũng chia sẻ về ôi hiệp hội thông công tin lành của cả Việt Nam của chúng con. Cảm ơn Chúa. Chúng con tin chắc rằng Chúa ơi, những gì những tấm lòng hiệp nhất yêu thương ích lợi cho thân thể, và lại Chúa, chúng con cũng trong danh của Ngài ôi quở những cái tinh thần nào mang cái sự chia rẽ, bởi vì Chúa ơi, cho chúng con đến để trở nên trống không, trở nên hòa lẫn dưới đất đạo là đất. Ôi Chúa ơi, chúng con không có gì để bày tỏ ôi gì về con người cả, chúng con chỉ muốn bày tỏ về con Ngài là Chúa Giêsu, bởi vì Ngài đến trong trần gian này và Ngài chính là tất cả của chúng con. Ngài đem chúng con đến, và chúng con xin Chúa cho chúng con chuyển động nhanh với Chúa trong sự chuyển động của Ngài. Amen. Cho thời một ngày cuối, và chúng con ôi những cái gì mà nó cản trở như là mất thời gian hay là những cái sự chi phối, Chúa ơi, những cái ôi những cái nó chi phối distraction thì nó sẽ trở chúng con hạ mình kêu cầu Chúa, thì Chúa sẽ điều khiển tâm trí chúng con, và nó ôi những cái attraction, những cái gì đó nó ôi hấp dẫn để người ngoại họ chạy đến với danh diệu kỳ của Chúa Jesus Christ. Ôi họ chạy đến bởi vì có quyền phép, ôi thành yêu thương
ban phát ra, họ nhận được ôi sự chữa lành, họ nhận được ôi tất cả những ơn phước của Đức Chúa Trời có ở trong sự cứu rỗi. Nên chúng con cầu nguyện để ôi ngày 6, ngày 7 này Chúa ơi, chắc đây tới hiệp hội lại với nhau, có một ôi mạnh của sự hiệp nhất và ôi cơn phấn hưng của Chúa ngày con cao đấng Christ, thì chúng con thấy rằng Chúa ơi, chúng con sẽ ngọt ngào với nhau và trong sự sống bề trong đó nó sẽ trở nên một cái sức mạnh to lớn vô cùng và không có một cái thế lực nào có thể cản được. Amen. Bởi vì chúng con một với Chúa và làm một với nhau. Chúa ơi, lại đường lối kế hoạch của Chúa đã dành cho chúng con thì chúng con phải được hưởng bởi lẽ của Ngài. Amen. Ngài cho, Ngài ban cho Đấng Christ và mọi sự tốt lành của Đấng Christ thì Chúa ơi, chúng con không có gì mà phải gọi là nhọc công để rồi trong vòng chúng con không hưởng được cái thân thể phước hạnh đó. Cho nên xin Chúa cho chúng con thấy rằng Chúa ơi, trong Chúa Jesus Christ chúng con có mọi câu trả lời cho mọi nan đề. Chúa ơi, cảm ơn Chúa. Ôi cái răng ngày hôm nay đi vào trong phòng nha sĩ đó, nhưng mà trong danh quyền năng của Chúa, Chúa Ngài sẽ làm cho cái răng được rất là êm, và trước cái ngày này con cũng tin rằng ôi mục sư Khoa sẽ khỏe và sẽ chị em mình ở trong cái ngày đại hội vui hưởng Chúa, và Chúa ban cho ôi sức khỏe siêu nhiên của Đức Chúa Trời. Amen. Vì ông bay đi. Amen. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà ông được giấu trong Thánh Linh của Chúa và ông sẽ mặc lấy sự sống mới ôi của Ngài ban cho, và Chúa cảm ơn các đầy tớ. Phải Chúa. Cũng tin chắc Chúa ơi, dân tộc Việt Nam chúng con cũng khốn khó lắm ở trong cái Chúa đẩy họ chỗ gọi là ôi tan. Họ nhận biết được mình chẳng ra gì cả, và ở người này phải chạy đến kêu cầu Chúa ơi, Chúa ơi, đây là một cơn ôi gặt lớn, ôi ngày cuối rốt này xin Chúa ban ơn cho có ngọn lửa truyền giảng của ôi Chúa ơi, để làm cho ôi tấm mọi tấm lòng vỡ ra và chạy đến với Chúa Giêsu. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Việc gì khó với Chúa, Ngài chỉ muốn một thân thể mà thôi, cho nên Chúa ơi, Ngài sẽ làm vì cớ vương quốc của Ngài, Ngài sẽ làm mọi sự ôi vì cứu những linh hồn hư mất, và Ngài làm cho thân thể là cô dâu hoặc là hội thánh là cô dâu tinh tuyền của Ngài, Ngài sẽ chuẩn bị cho nàng dâu ôi tuyệt vời của Ngài. Nên xin Chúa cho chúng con yêu mến hội thánh, và chúng con chỉ nhìn thấy một hội thánh, một thân thể, một phép thêm, một sự thông công trong Thánh Linh và vui hưởng Chúa. Anh chị em chúng con sẽ nhận được mọi nguồn của thiên đàng. Amen. Của cảm ơn Chúa. Nguồn tài chính, ôi cách này, ôi cách hội thánh có cần ở trong những ngày tháng cuối năm này và khải tượng cho năm mới. Biết chút, Ngài line up tất cả những cái nguồn resource, những cái gì mà nó cần sẵn cho mỗi ôi công việc nhà cha. Chúa ơi, chúng con sẽ phát huy hết chức năng của từng giáo hội một, của từng nhóm anh em chúng con cho mọi phương diện của công trường thuộc linh. Chúa ơi, chúng chức năng của thân thể chứ chúng con ôi không ai là đầu cả, vì chỉ có Đấng Christ là đầu. Thật là tuyệt vời. Cảm ơn Chúa. Hiểu được là con đứng trong chức năng và yêu nhau, và Chúa ơi, ôi vượt lên trên và đi nhanh trong sự chuyển động của Đức Thánh Linh trong cảm ơn Chúa. Quyền năng tin Chúa tuôn đổ bội phần. Con tin chắc rằng các đầy tớ Đức Chúa Trời sẽ nhận lấy sức lực mới của Chúa. Ơi chị An sẽ nhận lấy sức lực mới của Chúa. Chúa ơi, Chúa đem sự chữa lành và Chúa ban ơn trên ôi mục sư Cương, mục sư Giang Đông, các anh chị em con cảm tạ ơn Chúa. Tất cả buổi tối hôm nay thật là phước Ngài đã đang Ngài và Ngài đang làm để làm những việc lạ nữa trong những ngày sắp đến. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Tuy về ôi buổi hội thảo ở tại Nam California, ôi thờ phượng Đức Chúa Trời, ôi được bước vào ở trong một cái thế hệ mà ôi, chuẩn bị trang bị cho những con người trong sự thờ phượng. Amen. Lại Chúa. Amen, Chúa. Chào trên tất cả các anh chị em chúng con bay đi và trong sự gìn giữ trong quyền năng, quyết rằng những cái chủng mới của COVID chẳng có thể xâm hại những người của Đức Chúa Trời, vì những người của Đức Chúa Trời ra đi trong mục đích của Đức Chúa Trời, những người của Đức Chúa Trời sẽ ôi tiếp nhận ôi từ nơi Ngài tất cả mọi sự tốt lành của Ngài, và chúng con ôi sẽ không lo âu, không sợ hãi gì cả, mà ngược lại là chúng con vui hưởng Chúa càng nhiều hơn. Hallelujah. Một buổi tốt chúc ban cho chúng con và chúng
cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ dùng. Xin tha tội lỗi cho chúng con, vì chúng con tha kẻ phạm tội người cùng chúng con. Xin cho đại chúng con bị cám dỗ, xong cứu chúng con khỏi mọi điều ác. Vì nước quyền vinh hiển được thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Dạ, cảm ơn tất cả quý vị. Bây giờ thì chúng ta được tự do rồi đó, có chúng ta cần sự thông công thì chúng ta cứ tự nhiên. Dạ, mục sư Cương cứ cho mượn cái phòng này nha mục sư, để dạ ai có muốn thông công gì thì xin quý vị tự nhiên ha. Dạ, và có thể rời được thì xin chúng ta cũng có tự nhiên để rời khỏi. Dạ.